Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 68, ngày 6, Luôn Sống Yêu Thương, Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 đến câu 12, câu ghi nhớ Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 10 phần B. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 đến câu 12. Kinh Thánh Tân Ước trang 214, 4 câu 9 đến câu 12. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Macedoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 10 phần B. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi. Các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là tên của một cái nơi, địa điểm các em. Học yêu thương nhau từ Chúa. Dù vậy, ông Phao-lô khuyên họ bày tỏ lòng yêu thương mọi người. Như thế nào các em? Chỗ này đây. Đó là thêm mãi. Chúa muốn tình yêu thương em dành cho mọi người mỗi ngày tăng thêm. Nhận biết tình yêu thương cần tăng trưởng như em cần lớn lên vậy. Chúa muốn em yêu thương mọi người như Chúa đã yêu em. Thực hành. Sau khi học bài học này, em quyết định làm gì các em? Các em tìm coi cái chữ, những cái ký tự thiếu ở đây là gì. Đó là gì các em? Sống. Gì nữa các em? Yêu. Thương. Ở đây chúng ta thấy hình một bạn thiếu nhi cầm một cái trái tim to. Trái tim là tượng trưng cho tình yêu thương. Gợi ý cầu nguyện. Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương em. Xin Chúa giúp em cũng biết yêu thương người khác. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương con. Xin Chúa giúp con biết yêu thương người khác
Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương con. Xin Chúa giúp con biết yêu thương người khác. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa và rồi chúng ta yêu thương người khác như là Chúa đã yêu mình vậy.